ban trai chỗ tiểu vị chiêm nương đại thừa tán khai khoa giao chiên đàn này ngàn nô nhiệt minh hương ra du từ mẫu lưỡng vô ương và lời đắc thanh đường trí tâm kim tướng nhất chú biên thập phương trích miễn man thở phương tỉnh à, giao hữu tỉnh mấy chân ngôn cẩn đương thề đồng à.
tịnh chân ngôn thường thiên mật bá ngư sơn hạ ngọc phúc quang công vu thiên địa phủ hương giả thiện căn thanh tiểu tâm địa tài bồi văn tài vô kiên biến đàn tràng quân sư thập phương giai sung mãn tán hương chân ngôn cẩn thương chi thống đề Hồng y nga hiệu nguyện y nga cùng y nga cực chư thổ nhi y nga biến chư hùng thì vân y nga tức y nga hoa tạng y nga các mư thượng y nga ngạ vọng giàn y nga cùng y nga biến y nga phổ y nga khai y nga phương tiện chi môn đồng y nga tê y nga siêu thằng chi y nga lộ giáo hữu phụng đỉnh chân ngôn cẩn thương chi thống quyền chân tây phương chi xuống bắc phương hạc đế hiệp quang kỳ thần môn hạ cư vũ khảm địa nhất khí thiên quân hiệu vi thủy đức chi đoàn quyền chân bắc phương chi xuống duy nguyện ngũ phương linh nghiệm vạn lý đồng khai thứ trung ương hoàng đế hoàm khiêu nữ thần môn hạ cư vô khai địa ngũ hạ khi điện quân hiệu vi đồ đức chi thần quyền chấn trung ương chi chúa di nguyện ngũ vương linh nghiệm vạn lý đồng khai thứ sở hữu tình lai lâm pháp hội nhất tâm vùng thành thần nữ công biên khắp giới tâm tiên đại tiên vô biên sát thổ quỷ thần đẳng chúng đông phương phong lôi địa ngục nam phương hỏa xa địa ngục tây phương long sơn địa ngục thiết mã địa nghi ngục a tỳ địa ngục thiết sách địa ngục thư trùng địa ngục dương đông địa ngục tứ giải địa ngục đình thần địa ngục đảo hiền địa nghi ngục gia tòa địa ngục bàn tiệt địa nghi ngục hỏa thanh địa ngục khóa tâm địa ngục biết đồ địa ngục phát tàn phát nhật địa ngục a vàng ba diện ngục tốt nhiêu đầu ra xóa đa sát ngục bà nghỉ quan ngục sư a lị đế mẫu tiêu diệt quỷ vương bà la môn hà sa ngã quỷ tam đồ bát nạn thủ khổ chúng a nghi sinh quỷ phủ sơn lâm dương gian năm giới phi mạnh ác quỷ vô chủ cô hồn nhất thiết ngục lội đẳng chúng hiệp duy âm huyền trượng thọ phật nghi lực nay khó pháp duyên thị dạ kim thời dáng khó bản đàn chứng minh công đức nhà khoa Thank you.
phân chu cụ hữu điểm văn cần đương tuyên đọc khởi kiến minh dương thủy lục độ nghi âm bảo dương pháp nghi đàn kim cư Việt Nam quốc cải phòng thành kiến an nghi quận văn thầu phường lam sơn phố đệ nhị hương sơn khu gia số đệ nhất nghi hiệu ý vu gia tịnh sứ cư hộ phật thánh niên cũng có nghi giang hà thiên tuần nàng nghi năm tứ cửu tu trai ninh sơn dự tiêu phát tấu thỉnh phật tuyên kinh cung ninh hiện thành cầu sám bao đức thù hoàng nghi ân đáp nghĩa độ vong kính tiến tổ tiên đội ngoài khai phương phán nghi ngục giải kết lục căn quý âm thụ điệp cấp ba nghi phó minh nghi tài phóng sinh cô phúc trợ thí cô hồn kiện kỳ âm siêu dương thịnh ngà nghi sự kim thần trai ngà nghi chủ cô ai tử trần đình ngà nghi tình tức ngà nghi tuấn trần đình khảnh trần đình cương thành nghiệp vọng kết tập anh nghi thằng như tư xuất thú vô đoan tạo tử vệ tà hạ cập ni a kim giả tới trai chủ hợp đồng toàn dương môn khuyên đảng tư niệm tổ tông bao nhiêu bộ chi thâm ân thủ cổ đao chi đức trọng a thiết đi cập kiểu hiển thất tổ lân hồ lục tạo tứ sinh lượng tích thời sở tác ác nhân khùng kim nhật thủ ư khổ quả tư lễ trượng thừa phật lực cẩn thỉnh tăng già hiệu mục liên tôn giả cứu mẫu chi tiền quy giám địa mục giám địa tàng bồ tát chi độ thân chi khổ kế thành trái giới hết tịnh thân tâm đi mong muốn như góc lý truyền thanh thực thử thợ tự kính trung tà địa vì đan chiến đội kỳ hiệu lăng nghi kiêm mê dĩ lợi nhân hành như nai khai phương tiện chi pháp môn ninh ngã đảng cứu minh chi bạt đồ hồng thơ thì táo chúng đẳng vọng hải nhất cú di đà diệp hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mại cơ sinh tình đồ chi đẹp kính nghe thoát khổ làn chim lương phương dục thường từ hàng tu thân diệu kề anh hà thiên sinh lăng khổ anh phạt trùng ba cấp cấp liệt di đà nam mô a di đà phật 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 đã kim cương bổn như lai sắc mệnh tay ba thiết đi tiên linh ngục chúa đông di nữ trữ phong linh tình ngộ bất luận kinh trong tất giả trừ chi địa ngục hoa tác nên thì khổ khổ biết khi nhà ký ngưỡng bạc đại chúng tể giúp hồng danh ra hưng phá địa ngục chân ngôn
tham nghiệp tiêu không an quang minh thanh tịnh giới an giải niệm quan thù sa hạ an na âm ma tát
Phật xa tử bi độ bông linh thủ trì. Thánh hiền hoa không chúng ông lai anh vong linh thờ Phật lực tốc thoát ni u minh trưởng đông vương thanh điện hoa thế giới chung kiến Phật văn gây nam mô thế giới chung kiến Phật văn gây. Ông đứng dậy nhiễu đàn đi. Nghiệp tuy hư kim nhật thụ, khổ nói thật. Bất kiến thề nhị thế đại nhập mư ấy ngà quỷ tốt đi ngà công năng đấu thử thời hậu hối ngà vô duyên. Hận tích nhật tiền sinh bả phúc mê hà. À, kim giả trai thủ trần đình đình thức tuấn hợp đồng toàn trai ra dương môn quyết đằng. Bi ai phụ mẫu tư niệm tổ tông bao nhiêu bộ chi thâm ân thủ cụ lao chi đức trọng a lập cửu huyền thất tổ lân hồ lục đạo tứ tinh thường tích thời sở các ác nhân cùng nhật ư thổ quả a tư lai trường thừa phản thỉnh tư lai trường thừa Phật lực khẩn thỉnh tăng già hiệu mục liên tôn giả cứu mẫu chi tiền quy giám địa tạng bồ tát độ thân chi cổ kính hiện thành cha giới kiến tịch nghệ thân tâm tuy không ngôn như cốc lý truyền thanh thật huyền sư từ kinh chi tà diệ thì đàn trên đô ích kỷ hổ lăng kiếm dị lợi nhân hạnh như lai khai phương tiện chi pháp môn linh á đẳng cứu minh chi bạt độ hồng tư thì ra chúng đẳng phụng hành nhất cú di đà hiể diệt hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mãnh tướng thế kinh đô chi địa kinh con cô là chi lâm ngâm lục thượng tử hàng tu đấng diệu kệ là thiên sinh đăng cô ấy vạn trùng ba hồng nguyện lớn nội khổ niệm di đà nam mô a di đà phật 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 như lai sắc mệnh tai ba điết vi điên linh ngục chúa long chi thứ trữ vong linh đình ngộ bất loạn kinh trong tất xá trừ chi địa ngục hoa tác liên trì khổ cụ biến vi nhà ký ngữ bằng đại chúng tể xứng hồng danh do hú phá địa ngục chân ngôn cần đương trì tục Oh,
trừ phiền não căn lục ba la mật vi giải kết kim do mông linh chính tiến hiện tỳ bùi thị họp chân linh chính hồn tình tam thế tiền thiên oan ra trái chỗ kiểu đồ chấp đối đẳng sư hoạch hồn tà dâm nam tục trí sự loạn tâm thất tính trí vô táng mệnh vong thân bất chi nữ sắc giai nhân viu tộc độc xà cố sát đại ta sinh mệnh tư thì tự kỷ sát thân an kết dị đơn trái hoàn an ni tận nhược bất chỉ giới na thoát oan hồn kim đương chỉ giới nhi độ tà dâm dĩ giải phù mệnh oan đa chi kết đi nam mô chỉ giới ba la mật nam mô chỉ giới ba la mật dĩ giải phù mệnh oan đa chi kết dĩ giải phù mệnh oan đa chi kết bồ thanh đại thanh bồ quang đại oan kết bồ tát cập tả hiểu cho rõ đại trẻ hòa oan sứ giả thủ chỉ bảo ấn đệ nhị giải kỳ thích bác phương nhâm quý đi ơi đi cảng cung để được qua sinh về đó cắt kết nội thân ngoại nhĩ nhĩ quan thanh tịnh định quang vương vật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tỷ lư ba tính nhớ tiết vạn vật sai không thanh trần biên hóa xuất nghiệp tiêu không hồng công minh thanh tịnh giới án giải nếu an thủ xa an nam ma tát bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia đến chư thánh chư thần quỷ dưới thì tề là quan thủy quốc ấy mặt trời gần nhất phẩm nhà sơn cả vị nhớ bách và tham cầu cho văn trí tam quan tạo hòa không mở mờ là đức phật bà trong ma chấp thủ trong quá niệm tầng có vẻ tới cảnh lôi âm biến hóa thăng trầm bảo ấy càng to nó quá nguyện chiến ngự thanh đà không có cử ngã động bất xa từ bi độ phóng linh thủ chỉ hát liên hoa không trung mong ai mong lanh thừa phật lực tập phát ly ngũ minh trường bát phương hát liên hoa thế giới trung kiến phật văn minh lạc ngô thế giới trung kiến phật văn minh trọng
các kiểu huyền thất tổ lân hồ lục đạo tứ sinh lộ tích hồi sở tác ác nhân khủng kim nhận thụ tư khổ uy quả. Tôi nói trong quan năn được khẩn tình tăng gia hiệu mục liên tôn gia cứu mẫu chí tiền quy giám địa tạng cổ tát độ thân chí cổ kinh. Hiện thành trai giới khiết tình thân tâm tì không ngôn như cốc lý truyền thanh thực hiện tự sợ tự kính công tà diệu. Thì đang chuyên tổ ích kỷ hiểu lắng nhân kiêm di lợi nhân hành như lai phương tiện chi pháp môn linh đã đẳng cứu u minh chi bạt độ. Ông đồ đi cao chúng đàng vùng hành nhật cú di đà diệt hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mãi cửa. Sinh tình đồ chi tiệp kính thoát khổ lạc chi lương hướng dục hương từ hạ thú thân diệu kệ. Ai hạ hiện xích lãng khổ ải vạn trùng ba dục biệt vẫn hồi khổ niệm di đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật. Ngã kính cấm phụng Như Lai sắc bạch tay ba thiết bi thiên linh ngục chúa đông chi thứ trừ vong linh tình ngộ bất loạn kinh trong tất xa trừ chi địa ngục hóa tắc liên trì khổ phụ biến vi nhà khí. Ngưỡng bằng đại chúng tề sứ lòng danh cao hiếu phá địa ngục chân ngôn cẩn đương trì đồng. Hiển tỷ vui thị hợp phụ tiến vong linh hiển khảo chân đinh cẩm phổ cập đăng đăng chư vị chân linh gia tiên họ trần gia tiên họ bùi tinh tam thế tiền khiên loạn gia trái chủ cựu thủ chấp đối nhất thiết hoạch mạnh đẳng ngã hồn đi tích tài thế đòi năng pháp dân lộ khai khẩu tắc ác điên ngẩn địa động thiệt tắc vọng thanh kiền trương mi nỗ mụng thị nhân bạc nghĩa sơ tình bội bạn uy phụ tâm phân trí kế ngã chấp nhân nhược vô nhận nhục chi tâm mang biến hàm hoang chi báo kim tắc nhân nhục nhi độ sân huệ dĩ tại phụ tâm oan ta chi kết. Nam mô nhẫn nhục ba la mật. Nam mô nhẫn nhục ba la mật. Giải phụ tâm hoan gia chi kế. Giải phụ tâm hoan gia chi kế. Ông thầy đại thanh cổ quang tài hoan kết Bồ Tát cập tả hiếu cho cháu giải trẻ hòa quan sư già tu chỉ bảo ân đệ tam tại đích tây vương canh tân kim tân đồ đại cung kim đức hóa sinh về đâu cắt đi kết nội phế ngoại tỳ
thì con thanh tịnh định quang vương vật nội không ngoại không chung thanh tịnh quang không đồng nhập tỷ lư bao tích nhớ tiết vạn vật khai không ương chẳng biến hóa xí nghiệp tiêu không đăng quang minh thanh tịnh giới an giải điều an thủ sa hạ an a âm a tát bà Thank you.
giải thoát ngã đêm đoạn trường mẹ mẹ lão ăn ba ba đi lại ghế liên hoa thọc trung mong ngày nay công linh thọ Phật lực tốc thoát ly u minh tưởng ấy tây phương bạch liên hoa thế giới trung kiến Phật văn kinh Nam Mô thế giới trung kiến Phật văn kinh. Chỉ tham khoái là
lạc nhật thời, uổng thụ nhập luân hồi vạn y kiếp mi. À, cầu tài cầu lợi tướng hồi bào dưỡng thế nhi mãi địa mãi điện, lưu giữ tử tôn canh nghe trùng. À, tích tội quá y thâm hà hải tạo hồi khiên cao đẳng không ý ngà sơn, tư tự tàm tác ý an tự học chi nhân ý như ý ngã khó hỏa tăng thân chi bản ý. Từ nãy cục chung khô quả tích cư thế thượng ác nhân vọng hà kỳ thị đắc xuất đầu hành kim nhật như lai đại xá. Đẳng chính kiến chân linh hiển tỷ, bùi thị hợp chân linh bi ai phụ mẫu tư liệp tổ tổng bao đủ bộ chi thâm mân thủ cổ lao chi đức trọng mi. Thiết gặp kiểu an thất tổ lân nô lục đào tứ sinh lộ tích thời sở tác ác nhân hùng kiểm nhật thủ cổ cần tỉnh tăng già hiệu mục niên tôn giả cứu mẫu chi tiền quy giám địa ngục bồ tát đổ thân chi khổ kế hiện thành trai đời kiết tỉnh thân tâm tuy không ngôn như cốc lý truyền thanh thực sự huyễn sở tử kính trung tàn địa bi đăng chiến đồ ích kỳ hiệu lăng kim di lợi nhân hành như đai khai phương tiện chi pháp môn linh ngã đẳng cứu u minh chi bạc độ hồng tí hồng từ thủy lao dung đằng phụng hải nhất cú di đà diệt hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mạnh tương sinh tình đồ chi đêm kinh thoát khổ làn chi đương phương dục thượng tử hàng tu thân diệu kệ ái hà hiền xích lăng khổ ải bạn trùng ba phục biệt luân hồi khổ cấp cấp liệm di đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật ngã kinh ngân cũng như lai sắc mệnh tay ba tiết vi tiên linh ngục chúa long chi thú sử vong linh tình ngộ bất luận kinh trong tất xá trừ chi địa ngục hóa tác nên chỉ khổ cụ biến vi nạp khí ngước bằng đài chúng đề xuất hồng danh rau phá địa ngục kinh chất môn cần đương chỉ tụng. Hiện kháo chân đinh cầm phổ cập chứ vị lội ngoài xa tiên tình tam thế tiền khiến oan ra trái chủ kiều thù chấp dối đẳng chứ hoạch nghe
trung chiêu lan hòa kính nhật dần du giải đã chi thân dĩ nhiên phụ lực chi tâm thái thập mê. Kính nhật bất cần tinh tiến hà thời đắc miễn hoan gia tinh tiến độ giải đãi chi đơn dĩ giải phụ lực hoan gia chi kết ni. Nam mô tinh tiến ba la mật. Nam mô tinh tiến ba la mật. Dĩ giải phụ lực hoan gia chi kết. Dĩ giải phụ lực hoan gia chi kết. Cung đình đại thánh phụ ca giải hoan kết bồ tát cập tà hữu trợ sáu giải trệ hòa hoan sứ giả thủ chỉ bảo ấn đệ tứ giải kết lam phương binh linh hỏa tỳ ngọ ly cung. Hòa được hóa sinh huệ đao cát kết nội tâm ngoại thiệt thiệt căn thanh tịnh định quang vương phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không. Đồng nhập tỷ lệ pháp tinh nhờ tiết bản vật khai không bị trần biến hoa ánh nghiệp tiêu công nghi quang minh thanh tỉnh tới án giải nếu oan thủ xa hạ án a ấm a tát bà thank you.
bất xà y quang giáng đồng trả tiếp dẫn vong linh lai giáng võ linh chiêm công đức vãng tây phương. Nam phương thế giới bảo tướng vật bất xà tử vi độ vong linh thủ chỉ xích liên hoa công trung vong lai nghinh vong linh thừa phật lực tốc thoát tối ưu minh tưởng nam phương xích liên hoa trung thế giới trung kiến phật văn kính nam mô thế giới trung kiến phật ba kê. Tiền phú quý nan chi, phú quý nhược phù vân đồ tham thế thượng công danh hà thức công danh hòa hồ. Tông đệ tâm trung bất nhiêu lai cam thân hậu như tư trường liên uổng thọ luân hồi thù. Lụy kiếp nan kỳ tính hư hồ. Đồng do dương môn quyến đẳng phục vì trinh tiến hiện thì bùi thị hợp. A bi ai phổ mẫu tư niệm tổ tông báo nhũ bộ chỉ thâm ân thủ cổ lao chi đức nghi trọng. Thiết cập cửu huyện thất tổ luân hồi lục đạo tứ sinh tử tích thời sở tác ác nhân khủng kim nhật thủ ư khổ quả. Thừa vật lực khẩn thỉnh tăng tạ hiệu mục liên tôn giả cứu mẫu chi tiền quý tam địa tạng bồ tát độ thân chi cổ kinh. Hiện thành trai rơi khiết tịnh thân tâm tuy không ngôn như cốc lý truyền thanh thật huyền sự từ kinh chúng ta già. Vì đang trên độ ích kỳ hữu lăng kiên dị lợi nhân hành như lai khai phương tiện chi pháp môn linh ngã đẳng cứu minh chi bạc đồ. Không tư thủy giáo chúng đẳng phục hành nhất cú di đà diệt hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mạnh tướng. Sinh tình độ chi tiệp kinh gót hồ nạn chi lương phương dục thượng từ hàng tu đơn diệu kệ. Ai à thiên xích lăng khổ hại vạn chúng ba dục miễn luân hồi khổ cấp cấp nhập đi là nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật. Na kim vương phổ như lai sắc mệnh coi ba thiết binh thiên linh mục chúa đông chi thương trừ vong linh tình ngộ vận loạn kinh trọng tất xả trừ chi địa ngục hóa tác liên trì khổ cụ biên vi lạc kim bằng đại chúc thề sức hồng danh giao hô phá địa ngục kinh chân môn cần đương trì tụng chân sao hiệu cùng tu nhược nhân trục liêu chi tạm thế nhãn nhất thần tương quang bám tới tinh nhất thiết tùy tâm tạo hóa địa ngục chân ngôn án cả đại
khai quang hiếu tội vô tội bất đắc ẩn tài phong hồ siêu thoát tâm ta ba thiền trường cấp ta đất tâm như thần đi giải thoát na ngã niệm đoạn trừ phiền não quán lục ba la mật di đà kết ni a tứ đà chân linh nghe bùi thị hợp chân linh cầm phổ cập chư vị tổ tiên loài ngoài tình đam thế tiền khiến hoan ra trái chủ cứu thù chấp đối đằng chư hoài hồn na bình thế niệm ở bon chỉ thời tâm như hòa phát liên điên ở túc như ải thương đẳng ý vật na phong tâm tán loạn tư ý vọng ảnh mỗi mối liền tưởng trần não thường thường tu lượng trào cử bất giả thiền na đà tọa na nữ giải thoát oan thiên thiền định độ tán loạn chi tâm dĩ giải mụ đà oan gia chi kết ni Nam mô Thiện Định Ba La Mật. Nam mô Thiện Định Ba La Mật. Tứ đại phụ đà hoan ra chi kế. Tứ đại phụ đà hoan ra chi kế. Bồ Tát Đại Đại Ngộ Quang Giải Hoan Kết Bồ Tát Cập Tào trợ giáo giải trẻ hòa hoan sư giả thù chỉ bảo ấn đệ ngũ giải thích. Trung ương hạ phương một kỳ thổ thì tuất xíu mùi thổ đức hóa sinh ngoại đao cắt kết lỗi tì ngoại thân. Thân căn thanh tịnh định quang vương Phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tỷ nu pháp tinh nhất thiết vạn vật sai không xúc trần viên hóa nghiệp tiêu công ta quang minh thanh tịnh tới an tại niệu bách sinh hoa ta chứng kết tát bà an ma tát bà ký tát riêng phù thế giới đáng bị mong miễn mình ngài toàn vô trí tuệ chi tâm mỗi dụng ngũ si chi tính nghi tâm động niệm ý thức thần phân biệt danh ngôn khai thiệt hợp thần thường ác khẩu khi nhân mạ nhục ngã ký thì tha khinh thượng tha hà miệng ngã hàm oan nhược bất bằng Phật pháp chi tuệ đăng na đắc chiếu ôn cù chiếu ám đi mà tuy ngôn sự tiểu oan kết thực viu thâm mưu tam bảo tọa tiền ương nhất tâm quy mạnh kim trí tuệ nhi độ ngô si dĩ giải phù mà oan gia chi kết ni nam mô trí tuệ ba la mật nam mô trí tuệ ba la mật dĩ giải phù mà oan gia chi kết dĩ giải phù mà oan gia chi kết cô đây đa đánh hồ quang giải oan kết bồ tát cập tàu trợ giáo giải trẻ hỏa oan sứ giả đức đại uy quang thủ chỉ bảo ân phổ chiếu đàn trung đệ lục giải thích thượng phương không giới vô nguyên hỷ thủy đức hóa sinh huệ đao cắt đi kết lội thủ tính tình ngoại hiển thức ý ý căn thanh tình định quang vương Phật lội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tỷ lư pháp tính nhất thiết vạn vật ra không pháp trần biên qua minh nghiệp tiêu không hạ quang minh thanh tịnh giới hạ quang minh thanh tịnh giới an giải niêu bách sinh hoan ra chứng kết tát bà ha an nam ma tát bà ha Thank you.
Thủ ma vương quy đầu phép nhiệm màu lão
tổ sư ba trăm ba tay ấn có dư chín trăm đạo cụ để mà cứu dân lỗ thạch sinh nghe tề thiên đại thánh hiệu chân nhân trăm ba tí thuộc nguyên tên người học được nhắc Phật bà canh nghe ba đắc đạo chân cửu thiên lên đi đạo linh tiêu bắc phương chân có tài cao uy hùng thiên tướng có triều lan danh sơn tình phân đồng niềm lành trong năm ất xỉu cát tinh giáng tường lộc tồn đàn nhiệt duy phương đô thiên đại thánh có quyền tối linh chứ nước đại kinh thiên triều đại thánh dốc một lòng về giới hạnh thiền bốn bắt nam hai nước tạm tồn thần nữ ơi.